đi là đặt định hướng cho tất cả cuộc đời của mình. Chúng ta tập tu dựng nghiệp là chuyển nghiệp để nhằm mục đích gì? Phải chăng vì muốn tiếp theo gót chân của Đức Phật, sống theo chánh pháp của Ngài, nương sự hướng dẫn của chư Tăng để cuộc sống của chúng ta càng ngày càng vươn cao. Suốt đời chúng ta nhắm thẳng mục tiêu ấy mà tiến, không còn thái độ ngại ngùng chần chừ, dũng cảm cương quyết vượt mọi trở ngại đến được mục tiêu mới thôi. Được sự mới đúng tinh thần quy y Tam Bảo, tức là xứng đáng sự trở về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Giới luật là hàng rào ngăn cản ba nghiệp khỏi rơi vào hố tội lỗi. Gìn giữ năm giới là trạm nghỉ chân đầu trên con đường tu dựng nghiệp. Thiếu trạm nghỉ chân này, chúng ta không đủ sức là phải leo lên ngọn núi thiện nghiệp an toàn. Năm giới của Phật tử cũng là nấc thang đầu trên cây thang giải thoát. Một sự an lành, siêu thoát đều bắt nguồn từ năm giới. Cho nên là Phật tử phải xem trọng và tuân giữ năm giới như người gìn giữ là hòn ngọc quý. Trong khi đi xuyên qua bọn người bất lương, bởi quy y giữ giới là tánh cách quan yếu như thế, nên mọi người muốn trở thành là Phật tử trước phải phát nguyện quy y Tam Bảo và gìn giữ năm giới đầy đủ quy quới rồi, chúng ta mới có thể tiến tu lên các pháp môn khác, tu ra khỏi luân hồi, giải thoát. Chúng ta đã biết chủ động lực trong vòng luân hồi là nghiệp. Thân miệng ý là nơi xuất phát nghiệp. Nghiệp còn thì luân hồi, nghiệp sạch thì hết luân hồi. Nhưng trong ba nghiệp, ý nghiệp là chủ động. Vì có ý nghĩ mới sai khiến miệng nói thân làm. Muốn sạch nghiệp, chúng ta trước phải lo tạo thanh ý nghiệp, không chịu dọn dẹp ý nghiệp, chỉ lo tu tập thân miệng là làm việc ngọn ngành. Thời xưa Tổ Hoài Nhượng ở Nam Nhạc thường thấy là thiền sư Đạo Nhất Mã Tổ ra tảng đá ngồi thiền suốt ngày. Tổ đến hỏi: "Đại đức ngồi thiền để làm gì?" Đạo Nhất thưa: "Để làm Phật." Hôm sau Tổ thấy hòn gạch đến trên phiến đá bên cạnh của tảng đá Đạo Nhất ngồi thiền. Tổ mài. Đạo Nhất thấy lạ hỏi: "Thầy, mày gạch để làm gì?"
Tổ đáp: Mài để làm gương. Đạo nhất thưa: Mài gạch đâu thể làm gương được. Tổ bảo: Ngồi thiền lâu thể thành Phật, Phật được. Đạo nhất hỏi: Vậy làm thế nào mới phải? Tổ bảo: Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, đánh xe là phải, đánh trâu là phải. Đạo nhất lặng thinh. Xe là cái bị động, trâu là chủ động. Muốn điều khiển xe đi phải nắm thẳng cái chủ động thôi thúc nó. Cắm đầu đánh đập thôi. Thôi thúc cái bị động chỉ là việc phí công vô ích. Thân miệng là cái bị động, ý là cái chủ động. Không chịu thúc liệm ý, cố kiềm thân, ngồi ngay thẳng, hay là khiến miệng đọc tụng mãi, cũng là việc không công. Thúc liệm kiềm hãm ý đâu là hạn cuộc hình thức ngồi hay đứng, mà cả bốn vị nghi đi đứng ngồi nằm đều phải theo dõi luôn. Hằng theo dõi như thế khả dĩ nhận thức được ý nghiệp. Ý nghiệp dừng lặng rồi, thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó được thanh tịnh. Thế nên những phương pháp tu trong đạo Phật như tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền đều nhắm thẳng chẩn đứng ý nghiệp. Các vị tôn túc thường dạy tụng kinh không lộng tưởng mới đầy đủ phước đức. Trì chú tâm không sao động mới linh nghiệm. Niệm Phật nhất tâm mới được vãng sanh. Tọa thiền tâm lặng lẽ mới được chánh định. Không loạn tưởng, tâm không sao động nhất tâm, tâm lặng lẽ đều là trạng thái dừng lặng của ý nghiệp. Tuy pháp tu có thô tế khác nhau, song cứu kính đều gặp nhau ở chỗ dẹp sạch ý nghiệp. Đứng về mặt cứu kính nhìn nhau, chúng ta dung thông tất cả pháp tu. Không thấy gì chướng ngại từ cửa phương tiện phê bình nhau. Chúng ta thấy dường như có mâu thuẫn lẫn nhau, cho nên người thông là nhìn thấy chỗ cứu kính, kẻ hạn cuộc chỉ thấy là ở phương tiện. Phật pháp như ngôi nhà nhiều cửa, bất luận từ cửa nào miễn vào được ở trong nhà đều gặp nhau, đồng chứng kiến những sự vật hiện có như nhau, băn khoăn thắc mắc tại sao người đó đi cửa kia không đi cửa này, hoặc cố tình khuyến dụ họ trở lại đi cửa này đừng đi cửa kia.
là tâm trạng của kẻ học Phật sơ đẳng. Hãy tự do chọn lấy một cửa nào thuận tiện với vị trí đang đứng. Cố gắng tiến vào, nhà sẽ được lợi ích. Đây là lời khuyên của người thông suốt. Phạm vi quyển sách này chúng tôi chỉ giải thích đơn giản về hai phương pháp niệm Phật và tu thiền. Nói khác đi là lối tu của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông, để hành giả nương theo đó tiến tu giải thoát luân hồi sanh tử. Phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật có quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật căn cứ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trì danh niệm của Phật căn cứ kinh A Di Đà. Trì danh hiệu niệm Phật được đại đa số tăng ni và Phật tử tu tập, nên ở đây điên giải thích. Pháp môn tu tập nào của Phật dạy đều có. Chia phương tiện và cứu kính. Phương tiện ví như là cửa cổng. Cứu kính ví như ông chủ nhà, muốn gặp ông chủ nhà. Trước tiên chúng ta phải từ cửa cổng đi vào nhà. Nếu không nương cửa cổng thì khó mà đến nhà. Huống là gặp ông chủ, cửa cổng là điều kiện tiên quyết để gặp ông chủ. Thiếu điều kiện này thì sự mong muốn khó thành đạt. Phương pháp trì danh hiệu Phật muốn được kết quả viên mãn, trước phải là khéo ứng dụng phương tiện của nó. Thế nào là phương tiện của pháp trì danh niệm Phật? Phương tiện trì danh niệm Phật là dùng tình cảm để dẹp tình cảm. Nói cụ thể hơn, dùng gai lễ gai. Cho nên cửa phương tiện của nó là ưa hân và chán yếm hay hồi hướng. Bởi vì phàm phu chúng ta hằng đắm mê theo dục lạc thế gian, thường ngày tâm niệm cứ tung tăng đuổi theo dục lạc, muốn dừng tâm niệm lại song không tài nào dừng nổi. Thấy thế Phật thương xót vì chúng ta nói kinh A Di Đà chủ yếu trong ấy. Trước diễn tả cảnh trang nghiêm đẹp đẽ ở cõi cực lạc, sao chê trách sự khổ sở nhơ nhớp ở cõi ta bà, khiến cho chúng sanh tâm ưa thích cõi cực lạc, chán ghét cõi ta bà, tâm ưa chán. Đến cao độ thì niệm danh hiệu Phật dễ được nhất tâm. Nếu không biết ưa chán, dù có niệm Phật cũng chỉ niệm trong vọng tưởng mà thôi. Thế nên ưa chán là cửa cổng đi vào ngôi nhà cực lạc. Ưa cái gì? Thể theo kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca định nghĩa cõi cực lạc là chúng sanh trong cõi này không có các thứ khổ,
chỉ thọ cái điều vui nên gọi là cực lạc. Lại nữa, cõi cực lạc nào là hàng rào, lưới giăng, hàng cây đều làm bằng bốn thứ báo: lạc vàng lưu ly, pha lê, ao nước, đức ngon lành đầy đủ, tám thứ công đức. Trên bờ ao có nhà lầu xây bằng bảy báo: bạc vàng lưu ly pha lê, sa cờ xích châu mỏ não. Dưới ao có hoa sen, lá to bằng bánh xe, hoa nở phát ánh sáng tùy theo sắc và nhã hương thơm ngào ngạt. Có nhạc trời, có mưa hoa, có chim hót thành tiếng nói pháp. Đức Phật, chủ cõi cực lạc, hiện A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, đang vì chúng nói pháp. Dân chúng ở cõi này toàn là hàng thanh văn, Bồ Tát tu hành đều được không còn lui sụp. Và có những vị chỉ còn một đời được bổ đi làm Phật. Cho nên ở đây thảy đều là hạng người lành bậc thượng. Cõi này chứa đựng đầy đủ những yếu tố mà chúng ta đang ưa thích, nào là thường vui không khổ, trang nghiêm đẹp đẽ, bảy báo dĩ đầy, thầy thánh bạn hiền, sống lâu khỏe mạnh, ăn mặc tùy ý, lui tới thông dong. Những hình ảnh này khiến cho chúng ta khao khát ước mơ, đó là ưa. Chán cái gì? Phần sau Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói: chư Phật ở mười phương cũng khen ngợi ta rằng Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc ít có khó làm. Hay ở thế giới Ta Bà xấu ác đầy dẫy năm thứ nhơ nhớp, kiếp người nhơ nhớp khiến chết nhơ nhớp, phiền não nhơ nhớp, chúng sanh nhơ nhớp, mạng sống nhơ nhớp, được thành Phật vì chúng sanh nói pháp khó tin. Đó là Phật chê trách cõi Ta Bà nhơ nhớp. Đã trưng bày rõ ràng trước mắt chúng ta, một bên thì tốt đẹp trang nghiêm sang trọng vui vẻ, còn một bên nhơ nhớp xấu xa khổ đau. Để chúng ta sanh tâm ưa thích bên vui, chán ngán bên khổ, đó là cửa cổng ưa chán. Để tiến vào ngôi nhà cực lạc, vì ưa thích say mê cảnh đẹp cõi cực lạc, chán ngán cái xấu, xa nhơ nhớp của cõi Ta Bà, nên tâm phiền rộn lăng xăng chạy theo dục lạc thế gian của chúng ta dần dần khô lạnh. Chừng đó ứng dụng pháp tu trì danh niệm Phật mới thành công.
Song muốn tâm ưa chán lên đến cực điểm, hằng ngày chúng ta phải phát nguyện hồi hướng. Hồi hướng thế nào? Hồi là so lại, hướng là hướng đến. Chúng ta xây sự ưa thích, quyến liếng nơi cõi ta bà, hướng đến cõi cực lạc để chán cõi ta bà. Ưa cực lạc, quý như mỗi khi ra đường thấy rác đến sình lầy nhơ nhớp, chúng ta khởi nghĩ cõi ta bà thật là bẩn thỉu nhơ nhớp, là đáng chán. Cõi cực lạc toàn là bể báo trang nghiêm, trong sạch, đáng ưa thích. Ta nhất định là phát nguyện sanh về cực lạc để khỏi thấy sự nhơ nhớp này nữa. Đó là hồi nhơ nhớp, hướng trong sạch. Hoặc khi chúng ta gặp những nghịch cảnh bức bách khổ đau, liền là khởi nghĩ cõi ta bà nhiều đau khổ bất như ý, ở cực lạc hoàn toàn an vui mãn nguyện. Ta phải chán cõi này, mong mỏi được vãng sanh về cõi cực lạc mới tội nguyện. Đây là hồi đau khổ hướng cực lạc. Hoặc khi ra chợ hay sớm làng nghe những lời chửi bới nguyền rủa, chúng ta khởi nghĩa ý ta bà thường nghe những lời xấu ác. Cõi cực lạc hằng nghe tiếng nhạc trời, tiếng chim nói pháp, ta rất chán ngán cõi ta bà. Nguyện sanh về cực lạc để hằng ngày được nghe pháp. Đây là hồi phiền não hướng về Bồ đề. Hoặc trong tình huynh đệ bằng hữu có thể xảy ra việc phản trắc, chúng ta khởi nghĩ ở cõi ta bà bạn bè không thật tốt khiến ta phiền não. Cõi cực lạc toàn là những người lành, bậc thượng, đáng kính mến. Ta nhất định nguyện sanh về bên ấy để được làm bạn với những toàn thiện. Đây là hồi bạn ác hướng bạn lành. Hoặc vì sanh kế vất vả, nhọc nhằn mà kiếm miếng ăn không đủ, tấm mặt chẳng lành, chúng ta khởi nghĩ ở ta bà làm khổ nhọc mà không đủ ăn, không đủ mặc. Cõi cực lạc muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, khỏi lo lắng mệt nhọc. Ta quyết định là nguyện sanh về cực lạc để được ăn no mặc ấm mà không nhọc nhằn. Đây là hồi đối rách hướng no ấm. Tóm lại, mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh vừa xảy đến cho chúng ta, chúng ta khéo lợi dụng khiến tâm chán ta bà càng ngày càng mãnh liệt. Lòng ưa cực lạc càng lúc càng tăng trưởng. Đó là chúng ta khéo tận dụng cánh cửa của phương tiện ưa chán tiến vào ngôi nhà tịnh độ. Thế nào là cứu kính của pháp trì danh niệm Phật?
Cũng kinh A Di Đà với phần giới thiệu cõi cực lạc, Đức Phật Thích Ca nói: Nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà, chuyên trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm không loạn. Ngày ấy, người ấy khi chết được, Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước. Người này khi chết, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Người muốn vãng sanh về cõi cực lạc phải giữ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hoặc một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm không loạn, nhất định được vãng sanh về cõi cực lạc. Bởi vì hành giả đã chán ngán cõi ta bà lắm rồi, một lòng hâm mộ cõi cực lạc, nên dùng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật làm công phu tu trì hàng ngày. Dùng sáu chữ này làm sợi dây xiềng liệt cổ con khỉ ý thức của mình, bắt buộc nó phải nằm im một chỗ, tức là đi đứng ngồi nằm, làm việc hay nghỉ ngơi đều niệm danh hiệu Phật, hoặc niệm thầm, hoặc niệm ra tiếng tùy hoàn cảnh. Kiên trì nắm giữ danh hiệu Phật, không lơi lỏng, lâu ngày ý thức sẽ kiệt quệ từ từ. Cho đến một ngày nào đó sẽ lặng mất. Đó là niệm Phật được nhất tâm, niệm Phật nhất tâm thì ý nghiệp được lắng sạch. Thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng theo đó sạch luôn. Tức là ứng hợp với câu tam nghiệp bằng thanh tịnh, đồng Phật quảng Tây Phương. Ba nghiệp sạch hết, còn động lực nào lôi kéo chúng ta đi vào đường luân hồi? Song chúng ta cần giảng trạch nhất niệm và nhất tâm. Niệm Phật chỉ còn nhất niệm được vãng sanh tịnh độ là sự niệm Phật đến nhất tâm. Thấy tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ là lý. Chỉ chuyên về sáu chữ Di Đà, không có niệm nào khác chen vào. Mượn một niệm dẹp tất cả niệm. Di giữ một niệm niệm Phật, đi đứng ngồi nằm liên tục không gián đoạn. Đến đây là nhất niệm, nương niệm này cầu vãng sanh về cõi Phật Di Đà chắc chắn sẽ mãn nguyện và sự niệm Phật. Dùng lực tự Di Đà diệu dược trị mọi chứng bệnh loạn tưởng. Khi bệnh lành thuốc cũng bỏ, tức là niệm Phật đến chỗ vô niệm. Chỉ còn nhất tâm chân như là nhất tâm. Tâm chân như là nhất tâm niệm Phật đến vô niệm.
thì thấy tự tánh là Di Đà, bản thân là tịnh độ. Hiện bày trước mắt tự tánh của mình xưa nay hằng giác, nên nói vô lượng quang. Tự tánh chưa từng sanh diệt, thoát ngoài vòng thời gian, nên nói vô lượng thọ. Bản thân mình chưa, xưa nay hằng thanh tịnh. Do vọng tưởng dấy động nên bị nhiễm ô, theo nghiệp dẫn đi trong lục đạo. Vọng tưởng lắng sạch, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tịnh độ. Nên nói tâm tịnh thì độ tịnh. Đây là lý niệm Phật đúng với tinh thần đạo thừa Phật giáo. Cùng các pháp tu là khác đồng gặp nhau. Xong buổi đầu niệm, người niệm Phật cần đầy đủ niềm tin vào lời giới thiệu của Đức Thích Ca, trông cậy hẳn vào cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, gá tâm nơi đó để gầy dựng. Lòng ưa chán không cần lý luận cõi cực lạc có hay không, chỉ tin quyết rằng Đức Phật Thích Ca không dối gạt ta. Y theo lời của Ngài dạy, tu hành chắc chắn sẽ được lợi ích lớn. Đủ lòng tin rồi, chuyên tâm trì niệm, ngày đêm không lơi lỏng. Chẳng kể ngày giờ năm tháng, chỉ khi nào nhất tâm mới thôi, đồng thời đối duyên xuất cảnh, khéo phát nguyện hồi hướng về cực lạc. Hành giả đầy đủ lòng tin tín, chuyên tâm trì niệm hạnh, thường xuyên phát nguyện hồi hướng nguyện, và đầy đủ điều kiện tu trì pháp môn trì danh niệm Phật. Tuy nhiên, nhìn pháp môn tu nào, chúng ta phải nhìn thẳng cứu kính, đừng mắc kẹt ở phương tiện, vì phương tiện là tùy cơ, căn cơ chúng sanh có cao thấp sai biệt. Đức Phật và lợi ích khắp quần sanh, nên lập cửa phương tiện có nhiều sai biệt. Chúng ta đừng chấp vào trình độ mình để phê bình kẻ khác, cũng đừng vinh khả năng kẻ khác trở lại khinh đẻ mình. Phải biết căn cơ trình độ của mình, chọn lấy pháp tu là thích hợp với mình thì người khôn ngoan nhất. Phương pháp tu thiền. Tu thiền là lối tu hướng thẳng vào nội tâm, dẹp sạch vọng tưởng suy tính của mình. Muốn dẹp sạch vọng tưởng cũng có chia phương tiện và cứu kính. Phương tiện của thiền là dùng trí tuệ dẹp tình cảm,
tức là nhìn thẳng vào sự vật, quan sát, phân tích để thấy sự tạm bợ giả dối của chúng. Khiến cho lòng lạnh nhạt, không còn phiền, rộn say mê. Do đó, hành giả dụng công tu tập tâm để được an định. Thiền có nhiều pháp khác nhau. Có thiền ngoại đạo, thiền Phật giáo. Trong thiền Phật giáo, đại loại chia làm hai: thiền đối trị và thiền tuyệt đối. Thiền đối trị tùy theo sự đắm nhiệm của chúng sanh. Phật dạy phương pháp đối trị. Phương tiện của thiền đối trị là nhìn thẳng trên hình tướng sự vật, thấy rõ nó sanh diệt vô thường và biết thật do nhân duyên hòa hợp mà có, dùng trí tuệ quan sát vạn vật vô thường duyên hợp, không có cái gì lâu bền và nguyên thể. Lòng đắm nhiễm nhân đó từ từ lắng dịu. Tiếp sau, chúng ta mới ứng dụng lối tu đối trị. Pháp tu đối trị có nhiều môn. Hành giả nặng về bệnh, vì thì dùng môn đó đối trị. Như người nhiều vọng tưởng dùng sở tức quán đối trị. Người nặng sắc dục dùng bất tịnh quán đối trị. Người thường nóng giận dùng từ bi quán đối trị. Người quá ngu si dùng giới phân biệt quán đối trị. Trong những phương pháp đối trị đều dùng đề mục để tham cứu quán sát. Lâu ngày thường thuộc tâm an định. Ở đây chỉ đơn cử một pháp phổ thông nhất là sở tức quán. Nếu người nhiều vọng tưởng nên tu pháp thiền là sở tức. Sở tức là nếm hơi thở. Đây là pháp tu thông dụng nhất trong giới tu thiền. Vì vọng tưởng là bệnh chung của tất cả chúng sanh. Muốn ngăn chặn nó, trước phải là nhờ phương pháp nếm hơi thở. Hơn nữa, người mới tập tu thiền, trước phải là điều hòa hơi thở. Hơi thở là mạch sốc, mạch sống thiết yếu nhất của con người. Điều hòa được hơi thở là bước thành công đầu của sức khỏe và an tâm. Thân khỏe mạnh, thân an tâm, hành giả mới nỗ lực tiến thẳng vào pháp môn thâm diệu được. Pháp sở tức là tên pháp đầu
của lục diệu pháp môn. Trong sáu pháp môn nhiệm màu này, đầu tiên là sổ tức, nếm hơi thở. Kế tỳ tức, theo hơi thở. Chỉ dừng lại một chỗ quán quán sát là hoàn xem xét trở lại. Tịnh là lắng, lóng lặng trong sạch. Hàng giả ứng dụng pháp thiền nếm hơi thở phải tu từ thô đến tế, đầy đủ sáu pháp mới được viên mãn. Sáu pháp này có công hiệu dừng lặng mọi vọng tưởng một cách là thuần diệu, nên gọi là lục diệu pháp môn. Ở đây chỉ giải thích đơn giản là sáu pháp như sau. Sổ tức, hành giả sau khi ngồi ngay thẳng, đúng pháp và sử dụng lối nhập thiền đầy đủ, liền ứng dụng pháp nếm hơi thở để trụ tâm. Hành giả hít hơi vô cùng, thở ra sạch, nếm một hít vô, cùng thở ra sạch, nếm hai. Mãi thế đến 10 bỏ, đếm trở lại 1. Nếu giữa chừng tâm tán loạn, quên số phải đếm lại 1. Phải chú tâm vào số và hơi thở một cách tinh tế. Tâm vừa sao lãng liền chỉnh lại ngay. Nếu tâm sao xuyến khó kiềm, nên dùng cách nếm chặt hơn. Hít hơi vô, đến cùng đếm 1, thở ra sạch đếm 2. Đếm đến 10 bỏ trở lại 1, như cách đếm ở trên. Đến khi nào ngồi nửa giờ, một giờ là đếm không lộn. Không quên hơi thở là tâm sẽ tạm yên, liền tiến lên là pháp khác. Tỳ tức hành giả bỏ không đếm số nữa, phải chú tâm theo hơi thở vào đến đâu biết đến đó, hơi thở ra cũng biết rành rõ. Hơi thở dài, ngắn, lạnh, nóng đều biết rõ là mồm một. Theo dõi hơi thở như người chủ nợ theo dõi con nợ vậy. Khi ngồi thời gian bao lâu, tâm cũng chỉ duyên theo hơi thở, không sao lãng. Tức là tâm an tịnh, cần chuyển lên pháp kế. Chỉ hành giả không theo hơi thở vô ra nữa, tâm dừng trụ tại mũi để xem hơi thở ra vào. Tâm an trụ nên giữ không sao động bằng thấy hơi thở ra vào, không lẫn quên. Suốt thời gian ngồi, tâm vẫn an trụ. Không loạn động, nên tiến lên là nhát tế hơn. Quán, hành giả không an trụ, yên lặng, khởi quán sát hơi thở. Hơi thở vô rồi,
đa không dựng trụ, đứng là vô thường. Thân mạng nương hơi thở mà sống, nên cũng đồng là vô thường. Thân mạng tựa vào hơi thở cũng chợt có chợt không. Hơi thở vào không có chỗ nơi, hơi thở ra không xứ sở. Chỗ nơi xứ sở không thị, hơi thở làm gì có thật. Thân mạng nương hơi thở mà còn, thật là quá tạm bợ giả dối. Quán sát như thế thì tâm chấp thật, ngã tan biến, đã không còn. Chấp thân là thật, là lâu dài, cần phải sang nháp khác. Hoàng hành giả chiếu soi lại tâm hay quán sát trước. Xem đó ra sao và ở đâu. Soi tới soi lui vẫn không thấy hình bóng nó. Hằng chiếu soi lại tâm năng quán. Tâm này tự lặng lẽ, tức là an định đến đây phải tiếng đất chó. Tịnh hành giả buông cả chiếu lại tâm năng quán, chỉ còn một tâm thanh tịnh tỉnh sáng. Không loạn tướng, chẳng hôn trầm, thường một tâm lặng lẽ tỉnh sáng. Hằng sống với cái tỉnh sáng này, tức là chỗ cứu kính của lục diệu pháp môn. Đến đây dòng ý thức sanh diệt của tan biến, những vọng nghiệp do ý thức gây tạo cũng trong sạch. Còn gì phiền muộn lôi cuốn hành giả đi vào đường luân hồi. Hành giả khéo ứng dụng đứng mức lục diệu pháp môn mà đầy đủ diệu dụng thoát khỏi luân hồi. Sanh tử song lúc tu hành ắt là gặp nhiều khó khăn trở ngại và những tướng trạng lạ phát hiện. Hành giả cần được thầy có thực nghiệm hướng dẫn mới hy vọng tu tiến dễ dàng. Thiền tuyệt đối. Pháp thiền này do Phật Thích Ca ở trong hội Linh Sơn đưa cành hoa lên. Tổ Ca Diếp cười chúm chím rồi một truyền tâm ấn. Truyền thừa mãi đến vị tổ thứ hai, 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Ngày sang Trung Quốc truyền cho tổ Huệ Khả, lan dần sang Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản và tiếp tục đến hiện nay đến Trung Quốc. Tổ Đạt Ma dõng dạc tuyên bố pháp này là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chìa ngoài giáo lý chỉ thẳng tâm người,
thấy tánh thành Phật. Qua câu tuyên bố của Ngài, thấy tánh thành Phật, qua câu tuyên bố của Ngài, chúng ta thấy rõ tánh cách tuyệt đối của nó. Thiền này tạm nói có hai lối tu, hoặc từ không vào có, hoặc từ có ra không. Từ không vào có là trước biết rõ tất cả pháp giả dối không thật. Sau nhận ra chân tâm chân thật là thực thể tuyệt đối, bất sanh bất diệt, hằng sống với nó là đạt đạo. Từ có ra không là trước nhận ra ông chủ chân tâm, sau nhìn ra các pháp đều hư giả tạm bợ. Từ không vào có, hành giả dùng trí tuệ bát nhã soi thấy. Sự vật do duyên hợp mà có. Tự tánh là không, không có tự tánh, chỉ có giả tướng duyên hợp. Nhìn trên giả tướng thấy rõ tự tánh của nó là không. Tánh không nên duyên hợp giả có. Duyên hợp tạm gọi là sanh, duyên tan tạm gọi là diệt. Sanh diệt không có thực thể, chỉ là việc duyên hợp duyên tan. Sanh không thật, diệt không thật là khắp nhân gian. Còn vật nào thật đâu? Hằng dùng trí tuệ chiếu soi như thế, thấy tất cả sự vật quả là cái bóng, hòn bọc. Tự thể là không, thế nên cửa thiền người đời gọi là cửa không. Nương cửa bát nhã, tiến vào trong nhà thấy được ông chủ là thành công, tức là từ cái giả nhận ra lẽ thật, dứt sạch vô minh ngàn đời, sống với trí tuệ là viên mãn, là giác ngộ giải thoát. Lầm lẫn những giả tướng cho là thật, bỏ quên cái thật muôn đời là vô minh. Giả tướng thì sanh diệt, thực thể chẳng hề sanh diệt. Nên nhận ra là sống được với thực thể, là giải thoát luân hồi sanh tử. Đây là chỉ thẳng tâm người. Thấy tánh thành Phật, tánh là chỉ thực thể sẵn có nơi mọi chúng sanh. Không do tạo tác thành không, do tu tập được. Người khéo biết mọi cái giả rồi, tự nhận ra là thực thể này, hằng sống với nó, là thấy tánh thành Phật hiển bày rõ ràng nơi đây vậy. Xong nói pháp này là không có pháp, thì nó không có đối đãi đối trị. Nên nói pháp vốn không pháp, pháp bản vô pháp.
không còn khôn trong hình thức nào, nên không có cách là nhập trụ sức như các pháp thiền khác. Đọc hết các tập sách nói về thiền này, chúng ta không tìm đâu thấy một phương thức tu tập là thứ tự. Vì thế, đừng đòi hỏi một phương thức tu tập. Hành giả cần tập dụng là chiếc gươm Bát Nhã, dọn sạch khu rừng là kiến chấp và bảo sở hiện nay bài. Băn khoăn tìm kiếm phương pháp tu tập, chúng ta sẽ hoàn toàn thất vọng. Hãy nghe câu hỏi của Tổ Huệ Khả cầu xin nơi Tổ Đạt Ma. Tâm con chẳng an, xin Hòa Thượng dạy cho con phương pháp an tâm. Đem tâm ra, ta an cho. Con tìm tâm không được. Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tổ Huệ Khả lãnh hội yếu chỉ, đọc đoạn sử này chúng ta hoàn toàn là vô vọng. Tìm đâu ra pháp an tâm? Lời cầu xin tha thiết của Tổ Huệ Khả đáp lại bằng câu nửa hư nửa thật của Tổ Đạt Ma, khiến cho chúng ta bối rối, khó hiểu. Xong ngay lúc đó Tổ Huệ Khả lãnh hội được. Thật là việc lạ đời ít có. Thay lúc tọa thiền, vị vọng tưởng dấy khởi, nhiễu loạn khiến tâm bất an. Băn khoăn tìm kiếm một phương pháp an tâm là một điều tối cần yếu. Cho nên nghe ở đâu có bậc thiện tri thức tu thiền, điền khăn gói lên đường để cầu pháp an tâm. Nếu học được pháp này hay là pháp nọ để an tâm, rốt cuộc cũng chỉ là lấy nóng trừ lạnh, dùng sáng đuổi tối mà thôi. Tất cả thứ đối đãi ấy đều là tướng giả dối, không thật. Tổ Đạt Ma không dạy theo lối ấy, chỉ bảo đem tâm ra, ta an cho. Nhìn thẳng lại cái tâm nhiễu động lăng xăng kia, nó biến mất không còn tâm dạng. Tổ Đạt Ma Khả dành thưa, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma chỉ cần nói thêm một câu. Ta đã an tâm cho con rồi. Tổ Huệ Khả liền thấy lối đi. Từ thuở nào chúng ta cứ tin rằng là tâm suy nghĩ lăng xăng là thật có. Hôm nay tìm lại không thấy bóng dáng, mới biết nó là không.